Đây là khung cảnh chùa Lào từ phía trước nhìn vào. Nam mô Buddhaya, con xin được vào chùa quay phim. A Di Đà Phật, chúc an vui. Như các bạn được nghe thấy, khi đến chùa Lào thì đã nghe được những tiếng nhạc rộn rã tưng bừng chào đón quý Phật tử đến với chùa. Hôm nay là ngày rằm tháng 4, A Di Đà Phật. Chùa Lào rất là đẹp, không kém gì chùa Miên tại Sydney. Rất là đẹp. Các bạn nghe không? Tiếng nhạc rất là hay, rất là rộn rã. Mình rất thích mỗi lần đến chùa Lào, âm nhạc rộn rã tưng bừng chào đón quý vị Phật tử đến với chùa. A Di Đà Phật. Nam mô Buddhaya, con xin đảnh lễ ngài. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chùa Lào rất là đẹp. Các bạn hôm nay rất là may mắn khi đến chùa Lào đã được nghe tiếng nhạc rộn rã tưng bừng, rất là đẹp. Kiến trúc của chùa Lào rất là đặc biệt. Những bàn tay tuyệt mỹ đã điêu khắc lên những viên gạch này và sơn nó thành một tác phẩm tuyệt mỹ. Đẹp quá đi. Một phía bên chùa thì đang tu sửa lại, trong tương lai sẽ rất là tốt đẹp. Là nhà bếp của chùa. Quý vị đã ngửi được những mùi thơm không? Rất là thơm. Rất tiếc là thôi không được vào phim thôi, nhưng mà cố gắng cảm nhận nha. Vui quá ha. Nam mô Buddhaya, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Buddhaya, con xin được quay phim ngài à. Chúc an vui. Con xin nguyện đem công đức này hiến dâng đến tất cả quý vị Phật tử gần xa, tâm thoát khỏi nẻo khổ niềm đau, tiêu tai nghiệp chướng, oan gia trái chủ. A Di Đà Phật. Hôm nay là rằm tháng 4 đó quý vị. Chùa rất là an vui, thanh tịnh. Vì là buổi sáng sớm, Diamond đang đi exercise cho nên ghé qua chùa. Tí nữa thì chùa rất là đông, tất cả quý vị Phật tử sẽ đến chùa thắp nhang đảnh lễ ngài. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là món gì đây? Rất là lạ ha. Các bạn thấy không, chùa Lào rất là đẹp. Hôm nay trời, bầu trời trong xanh, xanh thiệt là xanh, rất là đẹp. Gió mát, nhẹ nhẹ, rất là good. Ok, vậy là chúng ta vừa tham quan xong chùa Lào trong buổi sáng cùng Diamond đi exercise ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi bộ tiếp nha. Này đẹp quá đi. Các bạn thân mến, đây là một tác phẩm rất là đặc biệt của người Assyrian, là người Trung Đông. Building này cũng rất là tuyệt mỹ, rất là đẹp, rất là đặc biệt ha. Đúng vậy, các bạn đang cùng Diamond đồng hành exercise buổi sáng tham quan ba ngôi chùa Việt Miên Lào. Và trên đoạn đường mình đi cùng đồng hành exercise thì mình đi ngang qua nước của Trung Đông, đó là Assyrian. Và một tuyệt phẩm building rất là hoàn mỹ. Đây, mời các bạn chúc an vui nha. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan tiếp ha, bên thêm vài calorie.
Wow, đây là cái đuôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp nữa nha. Có ai mệt chưa? Chúng ta phải đi bộ ra khỏi cái car park này. Phải thoát khỏi nơi này thì mới đến được chùa Việt. Chùa Việt rất gần chùa Miên và chùa Lào. Cho nên mình mới nói là mình rất là may mắn sống ở trong một xứ sở có rất là nhiều chùa chiền. Nóng quá đi. Hôm nay mình lại không mang nón đội, cho nên rất là nóng. Nhìn mình giống người gì đây? Người Mongolian. Dễ thương không? Đi tiếp nha. Mình bắt đầu toát mồ hôi rồi đó. Nóng rồi đó. Năng lượng của mình đã bên rồi. Chúng ta trên đường đến chùa Việt Nam. Đây là khung cảnh bên ngoài của chùa Pháp Bảo, rất là trang nghiêm và thanh tịnh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta bây giờ tiếp tục đi bộ exercise, đi vào cổng phía sau của chùa Pháp Bảo ha. Đẹp lắm. Và kế bên chùa Pháp Bảo thì có trung tâm văn hóa và sinh hoạt của người Việt Nam, rất là đẹp. Trung tâm sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam, trung tâm văn hóa và sinh hoạt cộng đồng Việt Nam Úc Châu, rất là đẹp. Và những vùng lân cận chùa chiền của người Á Châu chúng ta thì có Mosque của người Trung Đông, nơi đây cũng là nơi sinh hoạt của người Trung Đông khi họ đến làm lễ cầu nguyện. Ban đêm tòa building này rất là đẹp, có ánh sáng chiếu xuống. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Các bạn đã cùng Diamond đồng hành đi bộ exercise buổi sáng và tham quan những ngôi chùa tại Sydney chỉ trong vòng không đến một tiếng đồng hồ đâu. Thôi thì bây giờ mình cũng đừ rồi. Mình phải đi về ha. Rồi kỳ tới chúng ta sẽ cùng nhau đi exercise tiếp nha. Chúc an vui. Rất là đẹp phải không các bạn? Con đường mòn đất đỏ như ở Việt Nam vậy. Mình đi xem ở đây có gì đặc biệt không ha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Chúng ta đã cùng nhau exercise, đi rất nhiều đoạn đường. Các bạn xem, nhớ subscribe Diamond here và watch more video. Thanks for watching and being my movie star. Cheers. Cỏ xanh rất là đẹp ha. Các bạn thấy mình giống Mongolian không? Mang bút luôn nè.